chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nàng Hoa Mai Phương Thúy như túi mật ngọt, nàng hút ruồi về cho F88 sời. Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy là người đẹp nổi tiếng, không chỉ nổi tiếng nhờ sắc đẹp mà nổi tiếng nhờ làm giàu từ cổ phiếu. Mai Phương Thúy cũng từng được ví như bà Hoàng cổ phiếu khi mà những người dù có am hiểu đến mấy cũng phải thua sấp mặt trước sự khó lường của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Nhưng Mai Phương Thúy vẫn giàu lên. Mai Phương Thúy từng khẳng định bản thân xem đầu tư chứng khoán là nghề chính giúp kiếm nhiều tiền. Cô cũng đã từng tư vấn cho bạn bè đầu tư thị trường chứng khoán quốc tế miễn phí. Đây hình ảnh Hoa hậu Mai Phương Thúy cùng F88. Đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán lâu nay đã giống như trò cờ bạc bịp, bởi thành phần quản lý thị trường này đã tạo kẽ hở luật pháp rất lớn, để cho nhiều đại gia thiếu đạo đức thừa gian manh thọc tay vào thao túng nó. Ông Trịnh Văn Quyết đã thao túng thị trường cổ phiếu nhiều lần trước khi bị bắt vào năm ngoái. Ngoài ra, thị trường trái phiếu cũng đầy rẫy lỗ hổng để cho Đỗ Anh Dũng và Trương Mỹ Lan vơ vét tiền từ nhà đầu tư. Hầu hết ai cũng làm phận nhà đầu tư đều bị cá mập lùa gà và sau đó bị thịt. Trong bối cảnh như vậy mà Hoa hậu Mai Phương Thúy đầu tư chứng khoán nơi nào thì đều thắng nơi đó. Điều này đang là một dấu hỏi rất lớn. Trong lúc thị trường chứng khoán thiếu lành mạnh, đầy rẫy những kẻ lùa gà lừa nhà đầu tư vào chồng, mà gà có thể chiến thắng được trong hầu hết mọi cuộc chơi là điều không thể. Muốn thắng nhiều hơn bại thì chỉ có thể là chơi với tội phạm, nắm tin tức nội bộ, rồi xuống tiền hoặc bán ra trước khi cổ phiếu sụt giá, thì mới chắc được phần thắng. Sáng ngày 6 tháng 3, mạng xã hội đã dậy sóng khi Công an TP.HCM thực hiện lệnh phong tỏa khám xét công ty cổ phần kinh doanh F88 tại tòa nhà văn phòng Thâu, đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP.HCM. Công ty F88 là một doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho vay lãi suất cao, sau đó cưỡng đoạt tài sản theo kiểu khủng bố. Nói đơn giản thì đấy là một tổ chức xã hội đen cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê được nấp dưới danh nghĩa doanh nghiệp. Nó gieo rắc nỗi kinh hoàng, nỗi khốn khổ đối với người dân cả nước. Đây là hình ảnh Mai Phương Thúy đã từng rót đến 10 tỷ đồng vào F88. Sau vụ khám xét này, báo chí đã nhắc lại việc Hoa hậu Mai Phương Thúy đã từng chi 10 tỷ đồng mua trái phiếu của F88 kỳ hạn 2 năm vào năm 2019. Sau thương vụ với Mai Phương Thúy năm 2020, công ty F88 thành công phát hành tiếp 3 lô trái phiếu với tổng trị giá lên đến 400 tỷ đồng. F88 phát hành tổng cộng 32 lô trái phiếu, trong đó 4 lô hủy do mua lại trái phiếu trước hạn. Thực tế cho thấy sau khi nàng hoa hậu xuống tiền mua trái phiếu, nhiều nhà đầu tư khác cũng mạnh tay xuống tiền để góp vốn vào doanh nghiệp tội phạm này. Kinh doanh cho vay nặng lãi kiêm đòi nợ thuê là hình thức làm giàu trên sự khốn cùng, trên sự hoảng sợ của người dân. Nhìn lại sự việc Mai Phương Thúy mua trái phiếu F88 cho thấy cô hậu này không phải là đầu tư đơn thuần mà có bắt tay với nhà phát hành trái phiếu. Như cô tuyên bố trên chính trang web của F88 rằng cô đã tìm hiểu công ty này rất lâu trước khi đầu tư. Không rõ Hoa hậu Mai Phương Thúy có thỏa thuận lùa gà với F88 hay không, nhưng gà đã dính bẫy thì thấy bà Hoàng cổ phiếu xuống tiền là có thật. Đây là hình ảnh nàng Hoa hậu Mai Phương Thúy là túi mật hút ruồi cho F88. Thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường phát triển không lành mạnh. Đã nhiều tháng qua, nhà đầu tư vào trái phiếu An Đông của Vạn Thịnh Phát, đầu tư vào trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàn Minh v.v. đang phải đau khổ, sợ vì chót nghe theo lời dụ dỗ của bọn lùa gà. Nếu Mai Phương Thúy là cô nàng vô danh tiểu tốt, thì giới phân tích tin là cô may mắn khi trúng cổ phiếu, trái phiếu. Tuy nhiên, việc Mai Phương Thúy rót tiền vào F88 thì không ai nghĩ Mai Phương Thúy là gà, mà là người lùa gà thì đúng hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Nàng Hoa Mai Phương Thúy như túi mật ngọt, nàng hút ruồi về cho F88 sời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Được Bắc Trọng sủng ái, nữ tướng Trương Thị Mai cũng theo mẫu một mông hai ghế. Đấu đá cung đình của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng khốc liệt thì có rất nhiều người bị loại khỏi vòng chiến. Mà nhiều người bị loại thì đó là cơ hội cho người khác chám vào. Việc quật ngã ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam tạo cơ hội cho ông Trần Lưu Quang và ông Trần Hồng Hà vào hai ghế trống. Việc loại ông Nguyễn Xuân Phúc thì tạo cơ hội cho bà Trương Thị Mai tiến thần, và ông Võ Văn Thưởng đã tiếp tục được đi lên. Trước đây, Đảng Cộng sản Việt Nam cơ cấu hẳn một ghế cho phụ nữ, đó là vị trí Phó Chủ tịch nước. Vị trí Phó Chủ tịch nước nghe có vẻ lớn, nhưng về mặt đảng, vị trí này chỉ bằng Bí thư Tỉnh ủy của một tỉnh lẻ, vì chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai. Những năm gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã mở rộng hơn cho phụ nữ tham gia vào Bộ Chính trị. Những người phụ nữ là Ủy viên Bộ Chính trị trước đây và cả hôm nay cũng đáng kể. Ở nhiệm kỳ trước có bà Tòng Thị Phóng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ở nhiệm kỳ này có bà Trương Thị Mai. Được biết, bà Tòng Thị Phóng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức vụ suốt nhiệm kỳ, còn bà Trương Thị Mai thì tiến thân giữa nhiệm kỳ. Cho tới nay, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người phụ nữ từng giữ chức vụ cao nhất trong chính quyền của Đảng Cộng sản. Bà là người đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ được đứng vào hàng tứ trụ. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và bà Tòng Thị Phóng chưa bao giờ kiêm nhiệm một lúc hai ghế. Việc ông Nguyễn Phú Trọng chọn bà Trương Thị Mai vào ghế thường trực Ban Bí thư thay vì chọn ông Phan Đình Trạc hay ông Nguyễn Văn Nên như là một giải pháp dung hòa, tránh hai thế lực chính trị Tây Ninh và Nghệ An đối đầu với nhau, gây mất đoàn kết ngay trong nhóm lợi ích chính trị do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Có thể nói bà Trương Thị Mai là người phụ nữ quyền lực thứ nhì trong lịch sử Đảng Cộng sản. Với vị trí thường trực Ban Bí thư, điều đáng nói nhất là bà Mai đang kiêm nhiệm cùng một lúc hai chức vụ. Vừa là thường trực Ban Bí thư, cũng vừa là trưởng ban tổ chức trung ương của Đảng. Có thể nói bà Mai là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này kiêm nhiệm hai chức vụ lớn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang ưu ái cho bà Trương Thị Mai. Nếu bà Trương Thị Mai nhả chiếc ghế trưởng ban tổ chức trung ương thì có khối người muốn chám vào. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng lại giao nó cho bà Trương Thị Mai tiếp tục nắm giữ. Không biết ý đồ của Nguyễn Phú Trọng như thế nào khi để bà Trương Thị Mai tiếp tục nắm ghế này. Ông Nguyễn Phú Trọng từng kiêm nhiệm hai ghế theo khuôn mẫu Tập Cận Bình. Tuy nhiên, sau đó ông bị bệnh thập tử nhất sinh và ông đã buộc phải nhả chiếc ghế này lại cho Nguyễn Xuân Phúc. Không biết bà Trương Thị Mai kiêm nhiệm hai chức có an toàn hay không thì cũng còn phải chờ. Bà Trương Thị Mai càng ngày cho thấy bà đã được ông Nguyễn Phú Trọng sủng ái, và điều này rất có thể bà sẽ là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong Đảng Cộng sản trong tương lai gần. Trong nhóm tứ trụ vẫn chưa có sự ổn định nào cả. Bất kỳ sự biến động nào trong nhóm này cũng dẫn đến việc xáo trộn nhân sự trong Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai là phụ nữ quyền lực nhất hiện nay trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Bỏ qua những lời đồn mang màu sắc mê tín, thì việc kiêm nhiệm hai ghế là hiện tượng người ăn không hết, kẻ lần không ra. Không biết bao nhiêu người có ao ước chức trưởng ban tổ chức trung ương mà bà Trương Thị Mai vẫn cứ khư khư giữ lấy nó, thì rất có thể dẫn đến mâu thuẫn chính trị ngấm ngầm giữa bên muốn giữ và bên muốn đoạt ghế này. Hiện nay, ông Lê Văn Thành chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng mà cũng phải nhập viện. Trong khi đó, chiếc ghế trưởng ban tổ chức Trung ương của bà Trương Thị Mai là chiếc ghế thu hút được rất nhiều lòng ham muốn của những kẻ thích quyền lực ngày một lớn hơn. Lúc đó, cũng có thể bà Trương Thị Mai phải tham gia vào cuộc chiến cung đình khốc liệt và đầy nguy hiểm như những đấng mẩy dâu khác mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Được Bắc Trọng sủng ái, nữ tướng Trương Thị Mai cũng theo mẫu một mông hai ghế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.